Ngày 29 tháng 9, đồng chí Phạm Công Cúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đi thăm tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi tại thôn Minh Cơ, xã Minh Tiến. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã trao quà của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và 10 suất quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của các xã Minh Tiến và Kiên Thọ. Đồng chí chúc các cháu đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm và an toàn, mong các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây là dịp để các địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, tạo điều kiện cho các cháu phát triển toàn diện cả về trí tuệ, thể chất. Các gia đình quan tâm chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được vui chơi, học tập xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.